Hello cả nhà. Hiện tại bây giờ hai anh em mình đi qua bên anh Tuấn đi hái rau cả nhà ơi. Sâu hơi hơi rồi. Đi sâu mà sâu quá trời sâu thì không tốt được đâu. Không cho. Hello cả nhà. Hiện tại bây giờ hai anh em mình đi qua bên anh Tuấn đi hái rau cả nhà ơi. Lại hôm rồi thấy ông làm chuồng nhím thấy tội quá. Đó hụ à. Đem 2 món ngàn theo kìa. À đây 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 đây. Nên hai anh em mình quyết định hiện tại là qua bển này để cung cấp đèn chiếu sáng cho anh Tinh và xin mớ rau về để mình luộc ăn các bạn ơi. Rau gì anh vậy? Rau hình như là gãi cú gì đó không biết. Hôm nay trời đẹp không? Trời trong xanh mát mẻ. Hello. Ăn cơm hả? Đã gì tợi? Miếng cơm ơi. Ôi, bị sao vậy? Hàng đó hàng. Trời ơi, không chịu lấy cái kiến. Thiệt tình đó nè. Hai bóng đèn để dội cho nó sáng. Mày dậy rồi anh lấy chai nước uống nhỏ mắt coi. Trong tủ lạnh á, coi cho Upsla đó, để trong ngăn lạnh á. Cho qua đây. Thôi nó giỡn nè, hồi đi hái rau. Trên cái ngăn tủ mát đúng không? Cái hộc á, nó có một cái chai vuông hình vuông nè. Mở ra, ngăn mát rồi nè. Lấy cái đồ đựng, lấy cái đồ đựng. Ngồi xuống cho camera vậy thấy anh nè. Hello cả nhà.
Hôm nay mình với anh Vinh sẽ đi bắt đi hái lá mọi người. Cả nhà. Đây là lá gì nhỉ? Lá ngải cứu. Rồi anh đu qua quảnh luôn không? Trời ơi, có lóc mẹo đây nha. Nó ngứa cùng. Hảo nguyên. Cắn anh nè. Ủa, kiến đèn nè. Kiến đèn nó cắn á. Kiến đèn nó cắn hả? Kiến này kiến cắn á. Kiến cắn hả? Ừ. Không phải loại kia đâu. À, nó là lá đó đó hả? Mũi lên dĩa. Mũi rồi, mũi đưa đây. Rồi treo vô đây. Cái lá nó ti ti vậy nè. Nó lá hình mặt dây. Quá nè mọi người. À, nó nói hả? À, đã vậy hả? Ui trời ơi, đem này lại rươi ra ra ra. Dạ, có. Có luôn rồi, gì có đó. Luôn rồi. Quá đụng luôn. Ăn không phải ăn tí ra ăn là lợi.
nãy để mà em phụ qua đào mấy cái cọc gỗ để mà mình đổ xi măng luôn. Đổ xi măng cho mấy đứa phụ nè. Mấy hôm nay em tụi em đang rảnh đây nè. Anh đào bây giờ mà có mượn khoan bê tông chưa? Giờ có mượn ai được chưa? Ờ. Đấy đi, mấy anh em đang rảnh đây nè, phụ. Ờ. Ê cái đó mình cái cột của mình âm xuống khoảng bao nhiêu ta? Cái cột khoảng đó mình đổi xi măng á mình âm xuống khoảng bao nhiêu? Cái đó mình nhờ đó mình tí là cái máng đó, cái máng ấy đó. Mình có bắn vô cây không? Bắn vô cái cây vậy? Chứ. Trời không thấy đúng không? Mày lấy xong rồi hả? Sờ cái này tạm sờ. Có để này vô quá. Đây các bạn, lá mình bắt dây là lá này nè các bạn. Đó, nó gì nè. Anh Tinh bảo là xào nấu canh ngon. Thôi, về. Về nấu canh ha. Thôi cảm ơn hai giọng nha. Về đây. Để cái trên thau trên bụng cái ngựa. Lấy gì thêm nữa hết đúng không? Lấy mấy chổi. Mấy chổi. Hai trái thôi. Rồi. Lấy hai chổi nha. Xin hai. Thank you. Cảm ơn. Mời chồng về đây. Ok. Ủa cái xe đã vậy. Wow. Chó gì đều. Để mà ra những cái video mà chớp tắt hiệu ứng các bạn cực lắm. Nhưng mà từ từ tụi mình sẽ cải tiến các bạn, sẽ làm nhiều cái video nó phù quả cho sổ này vô cùng rồi. Sẽ làm nhiều cái video nó hiệu ứng khác nhau các bạn. Mỗi một video là tụi mình sẽ cải tiến mới hơn. Ok, cũng về rồi. Thơm quá. Cái nắp của cái nón này nãy qua đây về đúng không? Có anh nè. Ok, đây là cái ly sao không? Cái gỗ à. Ăn cơm với cô Nguyệt ơi. À, con ăn cơm chưa? Đem ra đây Sơn ơi. Dạ. Lấy đôi dép mang vô em. Mình phải coi kỹ là mới được. Sơn khi bỏ lộn lá vô là ăn giỏng tư. Bình bắt dây thôi. Lá bình bắt dây. Lựa ra Sơn ơi, coi lá nào bình đúng bình bắt dây ra ăn Sơn ơi. Ăn thằng bậy chết em ơi. Bệnh là méo mồm, mấy cái lá sâu nè thấy không, bỏ ra nè thấy không, không nên bỏ mấy lá sâu vô em.
Không dám về là sâu anh. No. Sâu là hiểu, em hiểu ý sâu không? Hiểu. Sâu là nó bị lủng lỗ, lủng hang, hư giống như vậy nè. Đây là sâu nè. Đừng thấy mấy lá có sâu mà sợ các bạn, mấy lá có sâu là tốt luôn. Sâu hơi hơi thôi. Chứ sâu mà sâu quá trời sâu thì không tốt được đâu. Sâu nó nát bét luôn rồi thôi chịu rồi đó. Bởi vì mà ở ngoài quê á, người ta nói đó, mấy trái mà có sâu rồi mấy trái tốt. Nhưng mà ít thôi. Ít thôi. Sâu mà dạng mà nó cuốn lá lúa rồi nó vàng khè, vàng ngá mà ăn đi rồi. Cuốn lá lúa. Rồi méo mồm. Nè nè, đâu phải của nó đâu, thấy không? Sợ thấy không? Những lá chanh. Không có chanh bọng, nó là cái lá không phải của nó là tốt nhất đừng ăn. Mình có biết lá gì đâu, ăn là chết ngắt. Dạ. Nè, nè thấy không? Thấy không? Lá của nó đâu phải của nó đâu. Nè. Lá của nó là lá tam giác, hiểu không? Lá này lá tam giác, không phải lá nhọn. Nè, cái lá này không? Bỏ đi, bứt đi, cần thiết đâu. Cái lá này mặn giống như rong biển thì chắc cũng ngon. Em nhớ có cái lá mà nó kiểu như như trong biển vậy, ăn nó vô như trong biển. Wow, bữa nay mấy cọng rau của mình nó tươi chưa bạn? Đứng lên nè, thấy không? Đó, đứng lên nè. Nó nằm trời. À, rửa cái gỗ trước, cái gỗ dơ. Nè. Hiểu chưa? Cho nó chăn bụi ra. Rồi. Để trên. Cầm luôn, một tay cầm luôn, một tay quậy nha, không? Nè, đó 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 chăn các bạn. Đó, vậy đó, mình nhét cái thứ này nè. Vậy, xong mình để vào đây. Vũ cái này hiểu không? Đó, túm túm vậy nè. Hiểu chưa? Dạ. Đó, vậy đó. Để nó vậy nè. Thank you.
Ây da. Ok, bây giờ mình sẽ mần tôm các bạn ơi. Tôm nấu canh gạo Bình Bát các bạn. Mình sẽ để vỏ luôn, ăn cho nó có canxi các bạn. Mình sẽ lấy cái lường của nó ra thôi. À, cái cọng gông của nó ra thôi các bạn. Dao này có không bé mấy vậy, chứ mình cầm cái này nguy hiểm rồi. Bạn không nên cầm cái giống mình nữa nha. Nguy hiểm nha. Dao nó lục một ngày thôi. Không sao. Đây rồi, thấy dơ không? Quá dơ nữa không? Tôm nó dơ nhất là cái này rồi. Vậy thôi. Ok. Sao? Chiều nay chùi cái bếp hay sao? Chùi. Không gian bếp đã chưa? Nhìn ra ngoài cửa sổ cái mít, cháy mít luôn. Phải cháy mít luôn. Ok, bây giờ hiện tại là mình sẽ nấu cho bạn coi nha. Trước tiên là mình bật bếp ga lên. Đây là chương trình nấu ăn Thái Lan. Chương trình nấu ăn của Thái Lan. Xong qua đi khắp. Khắp. Vì sao đi khắp? Các bạn coi đây. Tôi sẽ nấu ăn cho bạn coi. Tiệt là ngon luôn đó hả? Hôm nay là chương trình của người Thái Lan mọi người. Đây là người Thái Lan. Người Thái Lan nhưng mà nói tiếng Trung. Nói tiếng Hồng Kông nội. À Hồng Kông. Sáng rồi. Ok, bạn bật bếp ga lên, nóng lên các bạn. Đó, nóng lên. Tỏi này mình muốn phi là phải bỏ vô miếng muối. Phi thì nó sẽ không cháy. À, mình nấu canh nên bỏ muối vô tư. Ok, không vấn đề. À, vừa phải thôi. Ok. Xong. Thiếu dầu. Sẽ nhét cho tỏi nó vô một cái khung này. Nó sẽ gọn lại. Nhớ là bỏ tiêu, bơ với đổ muối rồi. Phi phi tỏi nó sẽ không bị cháy. Ok. Xong. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị. Đây là cái ao sẵn bạn. Đó. Cái ao sẵn. Đây đây. À, lấy chanh miếng nước đi. Xả nước ra. Triệu đô. Tiêu nó ăn triệu đô này. Nhìn cái bức ton này nó bị sát bằng hải hùng. Chịu nó để mình con dịch sạch sẽ. Đó. Bỏ vô.
miếng cho bạn. Một miếng thôi. Miếng nữa. Ok. Cái đầu nó phải nhiều nước cho thêm xíu nè. Mình có phụ bếp các bạn. Ồ, thấy chưa? Rồi. Thôi, mình sẽ đi thọ trước, thọ trước. Thơm chưa sợ. Chưa. Nó chưa có nhiều mà. Chưa thôi mà. Đó. Hỏi vàng lên. Đó, rồi, xong rồi. Bỏ tôm vô rồi. Trời ơi, trời ơi, nghệ thuật quá bạn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, Sơn sợ chứ Sơn. Trời ơi, khủng khiếp vậy. Mày sợ chưa? Sợ ấm chưa? Trời ơi, trời. Đó, bạn. Theo áp chảo tôm hết tầm ngay. Cái này mà mình không vô, mình không làm youtuber chứ mình vô mà biết mình làm. Các phần đoạn này là bạn đại diện luôn Sơn. Không, nửa táp rồi đó. Chắc không hình đó. Rồi. Ngầu quá, đến lúc mà nó ngầu. Rồi, không có đầu tới giờ mình sẽ bỏ rau vô bạn. Bỏ rau vô. Xong rồi, tôm này mình đem ra ngoài. Muốn để tôm này nè. Tôm này cháy sơ thôi. Rồi, bỏ rau vô. Rau lên. Nó nóng một bên nó xẹp xuống là quyết tương lai tình sau đó sao nữa sau đó chúng ta sẽ ăn ít dầu thôi, mình tính đổ dầu thêm nhưng mà ăn ít dầu rồi ăn nhiều quá không quá đó. Bạn thấy thơm không? Ừ. Từ cái lá nó thơm á. Ôi. Nó kiểu giống như nó. Hả? Thơm lắm các bạn. Mình sẽ cho các bạn thử. Chưa. Ừ. Cái này là lá lá lục bình á. Dây lục bình đúng không? Lục bát nhé. Dây lục bát. Em thấy mấy lá này ngoài trước sân mình có không? Khá là cũ kỳ các bạn. Mình khi mình xào rau xong á thì lúc đầu mình muốn mà cho mà rau mình ngâm nó tươi á thì ta là mình sẽ nấu nước. Giờ nước mình xào sơ nè. Đó, xào sơ đúng không? Xào sơ để cho nó ngấm dầu á. Tính như là cái này là xào mỡ heo á. Xào mỡ heo. Mỡ heo thì nó sẽ đủ độ nóng thì nó sẽ không ngâm sẽ tươi hơn, xanh hơn. Rau bị bụt các bạn ăn không giòn nữa đấy. Đây là gọi là mình sẽ xào sơ xong rồi mình đổ rau ra, mình nấu nước rồi đổ rau ra. Còn cỡ này thôi các bạn, cỡ này thôi. Rồi xong mình đổ rau ra các bạn. Thành thấy được con máy này không thật ha, đầy thấy được cái mít luôn rồi. Rồi khi đổ ra ra xong rồi bắt đầu mình đổ nước đây thử nè. Nước này khá ngon nên mình đổ đi. Rất ngọt, khá ngon nên mình đổ nhiều quá. Ok, khi mà nước nó sôi lên á thì bắt đầu là mình sẽ mới bỏ tôm này vô, bỏ này vô là coi như là mình đang nếm là đúng. Bạn có bỏ gì vô không anh? Mới gì trước mình mới bỏ mấy gai vô đúng không? Mấy này đây lại là theo cái lượng nước vậy thì mình sẽ
ấm lượng các bạn. Một muỗng đường. Một muỗng đường các bạn. À, một muỗng, một thìa thì một miếng này các bạn. Ít đường. Nói chung một muỗng rưỡi. Một rưỡi. Rồi cho nó các bạn. Cho nó thì các bạn sẽ lấy một muỗng thôi các bạn, không cần nhiều đâu. Một muỗng thật thôi. Một muỗng thì các bạn cũng phải đổi luôn. Ít thôi. Xương xương rồi. Đó. Một ngọt ăn thì không nên đâu. Mất trí nhớ á. Sơn mà đó. Sơn nó đang mất trí nhớ này. Đứa tờ bậy chết luôn. Không, hiện tại là mình sẽ tiếp tục là sẽ cho một miếng tí muối bạn. Hồi nãy mình cái kim cho muối rồi. Mình cho miếng muối bạn. Mình biết không nha. Đấy là cách làm gia vị làm canh nha. Với số lượng là nước gì vậy? Ít gì thôi các bạn. Khi nào nó mình nêm mà nhưng nó không đủ độ mặn ngọt lạt thì nó cũng theo mình muốn theo các bạn. Nhiều quá mình nêm chết luôn á. Đó. Ok, bắt đầu cũng vậy. Bây giờ đã là để cho nó sôi các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Mày chiều. Sẽ có gì nấu canh sẽ có nhiều công đoạn khác nhau như nãy anh Vinh đã chia sẻ. Trước thì chúng ta sẽ chiên. Đi chủ đô. Đấy là lời chia sẻ của anh Vinh. Và chúng ta hãy tiếp tục xem Vinh đánh chỗ tàu nấu canh. Thì canh này chắc các bạn biết qua nhiều hả? Canh nhờ. Canh không. Cái lá này bạn chỉ biết rồi. Cái lá này còn là lá mình bắt cháy. Lá mình bắt cháy các bạn. Một số người biết thôi bạn ơi. À, canh tôm Bình Bắc Giây các bạn. Đây, lên trên mạng sơn. Sơn trên mạng em rõ là cây Bình Bắc Giây. Còn chạy cái trái đó vô trong cái khúc này luôn nha. Dạ. Đúng không? Cái này lên trên mạng chỉ cần rõ là Bắc Giây mới ra. Bắc Giây đâu mà. Đó, bạn thấy không? Cái mà trái Bình Bắc Giây này là hiện tại là. À, vậy là mình đang cài đặt chế độ lên, cài làm sắc màn hình đó. Cái hình bắt dây này gọi là cho mấy con chim máy ăn các bạn. Chim mà trầu màu á. Ăn nó sung nó tốt lắm á. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Bắt dây đó. Là sẽ lưu ảnh nó dễ. Không như pin yếu là tự động tắt cái gì? Không có, tự động tắt màn hình. Nó tắt màn hình chứ tắt màn hình sao? Cái đó là do mình cài đặt. Không cho này nè. Nóng quá các bạn. Nước sôi thôi các bạn ơi. Nước sôi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ bỏ tôm vô. Đó. Đấy các bạn. Bỏ tôm vô. Rồi xong. Để cho nó chín lên. Gì? Nghe tiếng này nè. Vẫn nóng rồi đó. Vẫn nóng nè. Vẫn nóng rồi, bớt nóng rồi. Rồi. Thôi tên tắt rồi. Ok bạn, chúng ta bỏ tôm vô bạn. Thấy không? Bỏ tôm vô. Xong. Tôm cũng đã chín. Bắt đầu mình sẽ bỏ cái này vô. Mình bắt dây. Mình bắt dây đã xào nổi rồi, bỏ vô.
Lát sau tặng cho. Ui xời. Thôi. Bỏ chút con gái luôn. Nó gái quải không anh? Không quải này không khỏi đi sao nè. Để giữ cho nó hương vị của nó luôn. Mình bắt dây luôn thôi. Dạ. Yeah. Thưởng thức cái mùi của nó như thế nào. Rồi xong các bạn. Xong rồi chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ bỏ cái này vô đây các bạn. Đó, thấy không? Đó. Rồi bắt đầu mình làm gì? Mình đổ vô mình pha đi các bạn. Pha nè. Đó, đi mà là cái gia vị các bạn. Mình đổ vô mình pha như thế này. Là sẽ lấy nước đó anh bỏ vô gia vị. Đúng rồi, bỏ mình cảm thấy mình chưa ưng thì tại là mình đổ thêm, còn không thì thôi. Chứ mình đừng có đổ hết cái đống này vô đây, tại lỡ như nữa chừng tại nó nặng. Nó mặn quá hay nó ngọt quá thì xử lý gì sao, đúng không? Ừ. Mình đổ vào đây cho nó chưa nó hòa tan cái gia vị được trước đã. Rồi múc mình đổ vô. Không phải nói gì nhưng mà đây là kinh nghiệm đó các bạn. Mình muốn thử gì đó mình phải còn mấy cái bọt này các bạn phải hớt ra nè, bọt này nè. Hớt ra để cho nước nó trong các bạn. Mấy đó là giống như là cái chất dơ vậy đó. Không phải chất dơ mà giống như là à cái đó là cái bằng là cái chất của cái lá như là con tôm á ghẻ sơn bọt á. Dạ ok đấy là bọt nổi cái kim tôm cái bọt nổi gì đó anh có nước. Nói chung là cái đó là không nên, nếu mình để cái nước này mình ăn luôn, nếu để cái bọt này ăn luôn thì nó sẽ đục nước, nước mình sẽ không ngon, không chất. Mình hết bọt rồi, nguyên tắc hết bọt như vậy thì nó sẽ nước canh của mình nó sẽ trong hơn. Rồi bây giờ hiện tại là mình sẽ thử các bạn, thử coi hiện tại là cái canh nó đủ vị, canh nó đủ vị chưa. Đây. Mình thổi bạn. Thổi xong rồi mình cầm nó lại. Nè, đó. Lạc nhát các bạn. Vậy là thiếu mình làm màu, thật sự mình nói nguyên cái đống này đâu là phải đổ vô hết. Còn thiếu. Phải quậy lên nữa chứ. Cho nó hòa tan với nhau. Con này con gì á? Bình bát dây. Bình bát dây. Canh bình bát dây các bạn. Canh tôm bình bát dây. Canh tôm bình bát dây. Canh tôm thẻ chân trắng. Bình bát dây. U nó ngọt sớt à, ngon lắm. Thiếu muối. Vậy là mình bỏ muối hơi ít anh. Hơi thiếu muối chứ. Ngọt thì có rồi, tại vì do cái lá nó đã ngọt rồi, tôm nó đã ngọt rồi. Nhưng mà hiện tại là mình không thêm muối thì mình còn chấm nước mắm nữa. Hiểu không? Ok. Ok, tuyệt vời các bạn ơi. Ngon lành các bạn. Đây mình nó hoàn thiện. Ok, đây là cách chia sẻ của anh Vin Vlog về cách nấu canh bình bát dây. Chắc bạn cũng nên ăn luôn. Thôi giờ mình review thử luôn ha, làm thử đũa. Rồi, ok bây giờ mình test thử một đũa bạn ơi. Rồi thử bình bát dây như thế nào. Phải không bạn? Quay lên nè. Nhìn như con biển nè. Nữa lên. Ok bạn, mình sẽ thử cho bạn. Đó, để nửa lên ha. Mà vậy được rồi. Anh ăn đi, nửa lên thôi. Ok. Đó. Đây các bạn. Đó, mình sẽ thử nha. Cái lá này vẫn còn tươi xanh các bạn. Nè. Tươi xanh. Hương vị thế nào anh nhỉ?
đúng như anh Tuân nói bạn, đó là nó giòn bạn. Bạn nghe ăn mình ăn rượu, nó rất giòn bạn, ngon á. Thì cái lá này thật sự khi mình nấu canh lên nó không bị rụt các bạn, nó giống như là kiểu mồng tơi á, mình ăn thì nó sẽ bị nhờn á, nhưng mà cái này ăn vẫn giòn bạn, thật sự luôn nè. Ăn coi nè, nè nha, nè bạn thấy không, tách ra nè, tách ra mà nó nghe sột luôn à. Giống như nó giòn á, nó giòn khiếu luôn bạn, chứ nó không có nhầy đâu, không có nhầy nhũa đâu nè. Rột các bạn, tại vì tiếng nó nhỏ mình không nghe thôi, chứ các bạn mà đứng ở đây nó gột ngon các bạn. Các bạn mà có mặt đây là mỗi người một chén. Ăn cái sột à. Ngon bạn ơi, tuyệt vời. Ok các bạn, chúc các bạn sẽ nấu một món canh Bình Bắc Dây giống như mình ngon lành nha. Ok tôm Bình Bắc Dây tuyệt vời mặt trời. Ok, mình xin kết thúc clip tại đây. Bye bye. Bây giờ mình sẽ xẻ cho mít tu nữ nè các bạn. Tu nữ, đây là mít tu nữ các bạn. Trước khi xẻ thì mình phải tha một lúc dầu ăn các bạn. Đó, để đừng cho nó bị dính đi vào. Đó. Ok, thì mình thẻ thử coi. Còn một trái mít tu nữ bữa hôm còn mình lấy bên anh Tuân các bạn. Thì xẻ mít tu nữ này nó sẽ 5 đường các bạn. 1 2 3 4 5. Thấy kiểu này chắc hư quá. Nó ổn, cái mùi là trời, nó muối vào mặt luôn. Trái bám vô hừng. Quá trời mít, u là trời muối. Trời ơi, trời cái này sẽ dễ quá rồi. Nhảy ghê chứ. Nếu mình làm không phải nó ôn nữa. Chị ơi, nó bấy nhảy chứ chị ơi. Muối quá trời luôn mà nó bấy nhảy chứ nè. Muối nó cứng nhắc ai mất vô muối dữ thiệt chứ. Mà nó chín quá rồi. Chín quá, bữa sẽ gì? Mấy ngày, mấy ngày. Nhưng mà nó sửng sửng sao á. Thấy tao lọc thì bích bật lên. Ngồi gì? Sửng ngắt rồi. Ừ, nó sửng ngắt chị ơi nè. Lột mấy cái cộng cái nghe mùi thấy hết ăn được à? Được. Anh à đây hột mít, đây hột mít. Mít đây mít. À. Không ăn cái này ăn cái kia. Cô Nguyệt thích hột mít lắm. Không. Tôi dịch ăn được cá nè. Dịch nó ăn được. Mà tôi dịch ăn được. Quá nhạy rồi, ghê quá trời.
Ăn sừng đến phút tuổi ạ. Rồi. Thế nó ăn được mà nó bắt em ăn. Kỳ. Đó là tình cảm anh em. Chứ hùng ghét á. Ý là anh kiểu giống anh ăn được anh sẽ nhét vô hết. Đó là còn gì không? Tí. Phương pháp gia truyền. Ai? Cái gia truyền đó là giống như là nó sẽ làm cho em nhiễm chống nhiễm độc. Sau này em có gặp tình huống như vậy cũng không sao. Đúng rồi. Để em có sức đề kháng giống như đi game vậy. Đúng rồi, chỉ ăn này xong cái bệnh mới lắm luôn. Cái sợ luôn cái măng nữa. Ồ trời, cái gì đâu mà cạp mấy cái đã luôn ấy bệnh, Sơn à. Nó không ra cái gì luôn á. Trời. Nó mít, cái này trái này đúng không ạ? Nó chín. Nó chín đàng hoàng cho không? Được. Được quá hả? Có chị. Xin lận ra. Ấy, thế là lên đây cỡ 2-3 căn nhà có một tiệm cà phê á, tiệm nước ngọt á. Thấy nó mà nó chú chú trong mà nó không có tem ra hoài, nó đâu biết được đó thì sao cảm mấy sao thôi. Chứ bệnh trái ra ai tiếp mình đeo. Bệnh trái ra tiếp mình đeo rồi nói chung bó tay mà thôi. Cho mấy anh sóc ăn đi có sóc luôn hả? Đi sao không chẳng được mà. Để tụi nó xuống chỗ này. Thấy vậy chứ cũng còn ăn được các bạn nè. Con lửa nó ăn được. Con mấy sóc nó ăn. Thôi đi chứ. Thấy con trốn hết rồi. Làm phun bón. Bón dục vô không cái. Không có dục đúng. Không có dục. Xa một ly đi một dặm. Bao nhiêu hộp đó cũng được. Tỷ lệ sai số là 2 hộp. Này bao nhiêu hộp? Đó, thử coi, 30. Anh 40 đi. Em 40. Không tới đâu, nhịn nhiêu đó không biết không tới. Tới. Lẻ nhiêu? 40 lẻ, hai người đang đóng chặt. Nhiều. Ông lẻ đi. Lẻ, lẻ đúng không? Lẻ chẳng lẻ chứ chẳng lẻ. Được sai hết 24 rồi. 6, 7, 29, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28. Rồi, chẳng sai, rồi. Sai hết. Chẳng rồi. Đang kêu chẳng lẽ mà, sao nói được như hộp. Chẳng 28, 30 đúng rồi. Để tầm 30 nè. Rồi, vậy nè. Rồi, nhiều hộp. Nhanh. Chẳng lẽ. Nhanh. Tao thì tao là chẳng mất người lại là lẽ chẳng đâu anh, lẽ chẳng chơi rồi tôi chơi kiểu này rồi lẽ này gọi lẽ đáng đúng mà.
Thì có lại cho công việc đó. Cái nào? Phải lấy cái bóng đầu nhìn nổi. Cái này. Cái thằng kinh nữa rồi. Con này lấy xài bông rồi. Lai sao biết sợ sản luôn rồi. Gỡ xong rồi dục luôn. Mũi nè, mũi nè sao? Mũi đâu đâu sao? Trời ơi. Chết rồi. Nè anh thấy gì không? Nó chết rồi. Chứ cởi đâu mà sao khoét nhỏ, khoét khoét được. Cô mày chết thích ăn mất các bạn. Mà bây giờ lại là mình lại là được có nhiêu đây. 28 trái rồi. 28 trái không? Này hấp cơm ăn ngon các bạn. Hấp cơm à? Hấp cơm. Hấp cơm ăn ngon. Em thấy nhiều người ta nướng lên ăn. Hello, đúng rồi. Hấp. Hấp chứ sao. Làm cho trái nó mềm mềm luôn á. Hấp. Lột cũng được nhưng mà lột cái này phải ngâm trong. Này, để thùng nắng. Ông để lấy. Rồi, kết rửa bằng cái dầu ăn á, khi mà gọt mít á nó không bị dính. Ê còn cái này sao chị? Cái này nè gọt không nha. Gọt không? Bây giờ lúc nào gọt ra. Gọt vỏ. Vỏ hả? Gọt vỏ. Ê chị cho em miếng dầu ăn thôi. Em gọt vỏ chắc không có mũ đâu, cùi nó có mũ. Vậy đó hả? Thì như là vậy. Gọt vỏ hả? Quên lên coi cắt của nó. Đúng rồi, gọt vỏ xong rồi sắc thân. Non mẹ ơi. Non này mình chỉ mình bảo là luộc ăn hay làm gì cũng không biết nữa, mình cứ gọt thôi. Trời ơi nó mũ ông nội, nó cục mẹ ông nội ơi. Cái cùi mà. Sao chết dầu ăn vô? Chết còn kịp không? Ai biết. Ai biết. Chết kịp không? Đó, anh thấy cửa sổ không? Ngồi ở ngoài này mình lấy chùi vô sạch nha. Dạ. Chùi sạch cái này. Cho thêm miếng dầu ăn thôi. Dính mũ chị ơi, mũ dữ lắm chị ơi. Quá dữ luôn. Thank you.
Cái này ngọt ngọt chỏ hả chị? Nó chín rồi chị ơi. Chín rồi. Trời ơi, cái này ăn được luôn chị ơi. Chú lè à. Kỳ lắm. Cái này ngọt chỏ sao trời, còn gì hả? Chắc vậy. Nhau. Gì vậy? Trời ơi, mũi răng. Ổn mạnh. Không biết. Nhưng mà chắc lột từ trên xuống dưới đi, để cho đỡ mũi mũi khỏi răng. Để ra lột từ xuống dưới đi, cho mũi khỏi răng vô người nhà. Ngứa, ngứa là ngứa. Phải ngứa mà là nó dao nó bén. Đừng nói lấy cái này luộc nha. Ồ, cắt này sát quá không ta. Ngon. Chị ơi, ngọt gì đúng chưa? Ngọt nó cứng chà bá nè chị ơi. Ô nó chín chị ơi. Cái này ăn được luôn chị ạ. Ôi trời ơi. Cái này ăn được luôn rồi. Cái hộp chín luôn vậy. Cái hộp nó bự cho bá luôn nè. Ui mũ không nè. Cái này bổ quá Sơn ạ. Ăn được Sơn ạ. Cho anh bỏ nữa. Tay cho ngay rồi trà gạo quá. Thử xem. Ăn đi mày, tao cũng ăn đi mà. Sao không được á? Không, nó hơi chua quá, nó chưa chín chua, không được đâu hả? Cái gì? Quà. Uống đi chị, không sao, ngon mà. Phải cái hạt, phải cái hạt nó là cái gì đúng không? Đúng rồi, con trâu trắng mà. Thôi, lấy hạt cho cô đi. Để ăn hạt thấy không? Ngon rồi.
5, 15, 20, 25, 30 cái này ăn mì mì mua trứng muối á. Nè nè nè, đây con Quyền, con tưởng đâu là đây nó không có chín, ai nhà nó chín mà cái dạng này để còn nhiều lắm. Thôi để xuống để đây con Quyền mà không phải mít non, mít hôm rồi cô nói đó, cô cho đó xong rồi tại làm rồi xong rồi xẻ ra tại làm mới đầu gọt cái vỏ này tính đem luộc. Nó giờ nó thấy nó non eo đúng không? Ừ, mà nó dài 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 ngắt rồi. Mà nó chín vậy ha. Ăn chưa con cũng ngọt lắm mà. Nó hơi chua chua quá. Để mà vậy là được rồi. Ngọt quá đâu. Ngọt quá này. Cũng đâu có tốt đâu. Ai thích ngọt thì ăn ngọt quá. Ngon quá ha. Ngon con. Ăn vậy là người ta thích ngọt này. Dạ. Vậy mà mình lấy đi. Để cô khỏi, cô khỏi cho trạm y tế rồi còn tay chừng ngay. Có ăn bông sữa đũa không? Có bông sữa đũa. Sữa đũa ngọt lắm á. Đây đũa mà xào bò thôi. Tới bến sáng Cà Mau. À biết, anh mơ Cà Mau. Anh nói đặc sản, suy nghĩ là Cà Mau. Không biết rồi. Số dữ nè. Rồi em hỏi anh với Cà Mau dừng ta có mấy hàng báo nhiều không à? Hàng báo này hả? Kiểu chạy xe độ. Ôi trời ơi, quên. Anh là thằng báo mà trong người con đôi trong nhóm luôn nè. Có vậy không? Không, giờ kiểu thấy ở dưới nó cũng vậy sao không? Bữa gặp chúng nhóc kia cũng dân Cà Mau mà nó chạy chiếc winner độ á, nổ bồ quá trời, nổ chết mà. Cho con đi. Được chưa? Bữa rồi, hết chưa? Công Nguyễn ơi. Dạ. Cho coi. Dạ, cảm ơn. Cái hôm trước á, cô nói có một trái non, nó non hơn cái trái cô đưa nữa. Dạ. Nhưng mà tao tính dục ra ngoài cái bãi cái rốt mình đốt á. Cái nghĩ sao tiếc quá, đưa lên mũi rưỡi sao thấy nó thơm quá, xẻ ra nó chín còn hơn cái trái bây giờ nữa. Mình nhìn ở ngoài nó non mà chứ. Ờ, nó chín mà nó ngọt hơn cái trái bây giờ. Ngồi cái. Cái nhìn cái vỏ ngoài mình nói nó non eo à. Mà trái nó nhỏ lớn hơn cái hai cái tay cô bụng này. Rồi. Sốc quá. Sốc này gì? Sốc bài.
khoái lắm. Chưa hết sốc ăn phải kiến ăn nữa. À đúng rồi. Cắn ngoài cho mình mũi nước mình phi các bạn, để mình đựng nước các bạn, không trường hợp cúp nước ngoài đảo rồi các bạn. Có coi, đồ trà. Con lịch chợ mũi các bạn ơi nè. Dạ. Cái con mũi cho sớt. Dạ, con cảm ơn công việc. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Bởi vì người ta nói có cái câu ấy, đôi khi người ta làm trong gia đình cái gì ở những người người ta cảm thấy mãn nguyện là khi trong cuộc sống người ta đã là ở nhà mà người ta là với ba mẹ hiện tại là người ta cảm thấy hạnh diện, cảm thấy vui rồi. Nhưng có những người người ta là họ thích buông ba và họ đi đây đi đó, họ mới cảm giác vui được không vậy? Chúng con là thích đi tại con thành con rất thích ở đảo. Chân con thì ngày xưa là thích đi. Dạ. Với lại con khoái làm vlog nè. Ngay đã là con cứ đi chỗ này kia. Dạ. Quan chi phụ mẫu luôn. Quan chi phụ mẫu. À, phụ mẫu là ai? Con biết là ai? Ba mẹ. Là cha mẹ mà cha quan mẹ. Thì giống như cha mẹ. Dạ. Đúng không? Mà giống như cha mẹ thương con như thế nào thì cái ông quan cũng phải thương dân giống như cha mẹ thương con vậy. Quan gì phụ mẫu? Thành ra ông quan rất tốt, ông lo cho dân, tức là lo trước cái lo của dân mà vui sau cái vui của dân. À. Dạ. Đó. Rồi cái cô gì niệm tâm cái tư tưởng. Vậy đó, thành ra lúc mà làm việc cái tự nhiên nó khác ra. Cái lo của dân vui sau cái vui của dân, tự nhiên cái mình lo. Tự nhiên cái tới khi đùng chuyện cái mình phát ra. Ừ. Mình phát ra làm sao, tức là mình làm gì có lợi cho dân mình làm. Dạ. Cái nỗi khổ của dân thì mình cũng mang lo rồi cái tên mình làm được cho dân cái mình cảm thấy mình rất là vui, rất hạnh phúc. Những cái tư tưởng, những cái lời nói, những cái câu chuyện trong sách là nó hình cho nó không có gì quên á. Tại vì mình đã áp dụng hàng ngày rồi cơ. Dạ. Chẳng hạn như cái câu là thông thường người ta nói là thương người như thể thương thân. Đúng không? Nhưng mà lúc đụng tiền sao người ta tới ta mượn tiền sợ mất không dám cho mượn. Nghe thì nói là sao thương người như thế thương thân. Đúng không? Mà cô nói tụi con có công nhận với cô không? Dạ con. Đúng không? Bây giờ bạn bè khó khăn khổ thì người không mượn tiền cũng không, là vừa mất tiền mình vừa mất bạn. Đúng không? Nhưng mà thật ra những người ta không trả mình, người ta không cảm người ta có nỗi khổ người ta. Chứ mình đừng có nghĩ xấu người ta, đừng có nghĩ ta lừa đảo mình, ta lợi dụng lòng tốt mình. Dạ. Đó, mình phải nghĩ cái tích cực chứ đừng nghĩ tiêu cực. Cho nên là cô bị nhiều người đó là phản đối, là cái tánh mình vậy á. Kệ nó, ai phản đối kệ, cứ quan điểm của cô cũng 2009 con mới nghe luôn. Tức là mà còn 5 năm cô về học trước đó là chưa kể. Tức là về học từ năm 75 tới năm 80.
Hè năm 80 cô mới nghỉ việc, cô đi về. Về quê chồng. Hello các bạn, đây là một buổi tối. Hiện tại bây giờ mình đi qua thăm anh Tuân các bạn. Anh Tuân hôm nay hiện tại là ảnh hàng chấm mối hàng kiểu gì không biết mà con mắt ảnh bị xấu các bạn. Nên bây giờ mình qua mình thăm ảnh. Ủa hết rồi cho đưa em chị. Giờ hai chị em mình đi qua thăm anh Tuân các bạn. Còn mình với Sơn nó đi qua thị trấn các bạn ơi. Qua thị trấn để mà ấy da có việc rồi nên mình với chị Kim đi thăm anh Tuân. Mình kiếp cốt coi đi chị. Chiếc cốt của mình hiện tại là bị thương binh rồi cả nhà ơi. Thương binh 1/4 rồi. Ừ. Thành á. Ổn chưa? Ổn chưa? Đó hả? Nè, nè, để cái này để pha nè. Pha uống đi. Có nước sôi gì? Nước sôi không đổi nè. Nước sôi hay là nước ấy? Vô chổng. Cái đèn này anh Quỳnh Thanh à? Cái này để mai chị nấu cho anh đi. Phải nấu nước nóng mới được. Cái này không xin nhai nổi đâu. Sôi nấu nửa tiếng. Cái gì chùm. Sưng luôn rồi. Nguy hiểm thế cái gì. Lại đi. Nè. Cái này chuẩn bị mai nấu. 7.000 ra hả? Ồ. Chấm. Nóng quá mà cái. Quá nguy hiểm. Thương binh 1/4. Gắn này chi nhê bằng như thế này. Cái này cứ khó chịu hoài liên tục. Nhất gắn thì nó có từng cơn. Ok các bạn. Sau khi mình thăm chiếc cốt của mình xong thì mình ngồi uống trà, mình tâm sự, nói chuyện chơi xíu cả nhà. Xong rồi mình về để cho chiếc cốt ngủ cả nhà. Cốt mình chấm mối hàng mà không chịu mang kiến vô để cho mối hàng nó cái nóng, cái sức nóng của cái tia sáng bạn làm cho mắt bị nóng bạn phải đi bệnh viện bạn. Bởi vì cái hàng thấy cái mối hàng chấm mối hàng á thì cẩn thận không có ý y được mắt mình đôi nằm luôn. Lúc nó mạnh thì ông nói, lúc nó yếu cái bắt đầu nó bị ơi mắt là yếu rồi, rồi nó bị nhầm, không phải nhầm mà cái đó là bị nóng giác mạc các bạn. Mà các bạn biết rồi đó, tưởng tượng mà hiện tại là cái con mắt của bạn mà các bạn quăng vô nấm cát các bạn chịu nổi không đó, thì nó y chang như vậy. Chấm mối hàng mà hiện tại là mình không có mang kiến á, mình không bảo hộ lao động á là rất nguy hiểm các bạn, cực kỳ nguy hiểm. Chó này chuyên gia nằm nửa đường.
Ok, mình về tới nhà các bạn ơi. Bye bye các bạn.